Xin được chào đón tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay thì bắt đầu cái thùng ong này hôm nay coi như là mình đã hoàn thiện rồi đây anh em ạ. Thì mình lên mẫu một cái để cho anh em thấy được cái thùng đấy nhá. Thứ nhất là trọng lượng thì bây giờ hiện tại là nó chưa có bán ngăn này anh em này. Là nó đã đạt được 9 cân rồi đây anh em nhá. Nếu mà cả bán ngăn nữa thì chắc nó rơi vào khoảng gần 10 cân, sấp xỉ 10 cân nha anh em nhá. Đấy. Thế thì cái thùng này thì đấy mình hôm trước thì anh em thắc mắc cái cửa, thế thì hôm nay mình lại làm cửa cho anh em này. Đấy. Cửa thì mình làm theo kiểu như này anh em nhá. Nhìn rất là đẹp luôn anh em nhá. Đấy. Đây, cửa này thì cửa nâng lên hạ xuống này anh em này. Đấy. Rất là thuận tiện luôn anh em nhá. Cái này thì nói chung là đấy. Thì đấy là về tổng quan. Đây bên cạnh cái thùng này thì mình làm đây. Trăng trắng rất là đẹp luôn nha mọi người nhá. Đấy. Bên trong này thì cái lòng này là nó rộng 30 này anh em này. Đây nha anh em nhá. Đấy. Cho nên nói về độ dày thì anh em nói chung không phải nghĩ nữa rồi, vì cái cân nặng như vậy là anh em có thể thấy được cái gỗ của nó dày như thế nào rồi anh em nhá, dày dặn như thế nào anh em ạ. Đấy. Thì thực ra thì cho nên tại sao cái thùng của người ta nó rất là nhỏ. Cho nên là anh em nhiều khi cứ miễn đòi phí ship của mình nó rẻ nó rất là khó anh em ạ, bởi vì cái thùng của người ta nó chỉ có 5 cân mới này 4 5 cân 6 cân thôi. Cho nên là lý do như vậy cho nên tại sao cái phí của người ta nó rẻ lắm. Cái thùng này anh em đây là cân là nó vào đến tới 10 cân, cho nên chính vì lý do như vậy cho nên là cái phí ship, bởi vì phí ship thì nó liên quan trực tiếp đến cái cân nặng. Đấy, tất nhiên là mình có làm hợp đồng thì nó cũng ưu đãi, nhưng ưu đãi kiểu gì thì nó vẫn là cân nặng anh em nhá. Cho nên là anh em nhiều khi thật ra thì cũng nói nhiều khi anh em như này này. Cái anh em tốt anh em cũng muốn, thế sau đó anh em muốn rẻ thì thực sự là không thể ai làm được cái việc như vậy. Cho nên đấy là một trong những cái mà nó rất là đòi hỏi là anh em cũng phải nên cân nhắc. Tất nhiên là mình nói thật là anh em không phải là vừa đâu, đấy là mình nói rất là thật tâm là như vậy. Vì tại sao anh em biết là cái gỗ của mình nó rất là dày dặn, nó rất là tốt, cho nên là anh em quyết định xuống tiền, nhưng mà nhiều khi anh em lại muốn nó rẻ tiền. Cho nên là cái việc đấy là không thể làm được, cho nên bắt buộc là anh em phải chấp nhận cái giá như vậy thôi. Đấy thì đấy là cái mà mình nói là mình bán hàng nó rất là thật như vậy. Chứ không có cái chuyện là anh em để mà nói với mọi người sau đó là nói một đằng làm một nẻo là không được. Cho nên gỗ thì là gỗ dày. Đây là gỗ này là gỗ 2 phân đậu luôn anh em nhá. Cái những cái đai này là nó 3 phân này anh em này. Đấy đai này là 3 phân này, toàn bộ cái đai nắp đây này. Những cái đai này là 5 phân hết nha anh em nhá. Chứ người ta làm là người ta không làm đâu, người ta chỉ làm 2 phân mới lại 4 phân thôi. Cho nên là tại sao cái thùng của người ta nó nhẹ nó mỏng. Thì nó dẫn đến là trọng lượng nó bé, mà trọng lượng nó bé thì phí ship nó rẻ, cho nên đấy là cái lý do mà mình cũng muốn chia sẻ đến tất cả anh em mọi người làm sao vậy. Anh em là biết được giá trị rồi, thế nhưng đôi khi là để giả tiền cho cái giá trị đấy thì lại không muốn. Thế nên là thực sự là mình cũng phải nói rất là thật là như vậy để cho anh em đỡ phải thắc mắc cái việc đó nha anh em nhá. Cho nên anh em đừng có so sánh chỗ người ta bán thùng nọ chỗ người ta bán thùng kia. Nhưng bán cái quan trọng nhất là đây này, bán cái trọng lượng này anh em này. Tất cả mọi thứ nó đều là trọng lượng, nó được thể hiện trên cái trọng lượng này. Chứ còn thì muốn nói thế nào nói, nhưng kích thước người ta đúng đỏ đóng đủ, thế nhưng mà nó lại liên quan đến cái độ dày mỏng của gỗ. Nên là vì lý do như vậy mà người ta bán rẻ được mọi người ạ. Phí của người ta ship được rẻ được anh em ạ. Cho nên đây nó là một trong những mẹo người ta kinh doanh, nhưng mà nhiều người ta không nói ra. Cho nên là đây là cái mà nó rất là thực tế thôi. Thì mình nói ra để cho mọi người biết được cái giá trị thực của cái thùng ong nha anh em nhá. Thùng này là thùng rộng 30 chứ không phải thùng 27 đâu anh em ạ. Thì hoàn thiện như thế này là mình báo giá luôn là mình bán 170.000 một cái, chưa có phí ship nhá. Thì phí ship cái này chắc nó phải nó nặng như này nên phải mất tầm 40.000 thì mới ship được. Chứ còn không, ví dụ như là nó 6 cân ấy, thì có 30 mấy nghìn thôi, nhưng mà nó đây nó 10 cân cho nên nó hơn hẳn đến 4 cân, cho nên là cái trọng lượng nó tăng lên như vậy thì rõ ràng là cái phí ship này phải tăng lên anh em nhá. Cho nên là đôi khi mình mua hàng mình phải biết được giá trị thật của nó như thế nào. Thì đấy mới là cái người mua hàng, chứ còn mua hàng mà cứ bảo người ta là, thực ra là anh em rất muốn mua cái hàng tốt này, thế nhưng cứ lại gứt gì so sánh với cái hàng mỏng, hàng giả tiền thì không thể làm như vậy đâu anh em ạ. Cho nên là đấy là cái nội dung hôm nay muốn truyền tải đến mọi người nha mọi người nhá. Đấy, thùng thì đây này. Đây rồi, trắng đẹp như ngọc trinh rồi anh em nhá. Đấy. Rất là chuẩn chỉ luôn. Trong lòng thì thoải mái hơn 442 đây này anh em này. Đây anh em để mình nhắc cầu đây nhá. Nhiều khi người ta đóng nó ngắn đi một tí này, là cái cầu là đây này. Đấy. Cái này mình rất là kinh nghiệm, cho nên là anh em nó tất nhiên là đôi khi nó như này nó rộng, cái cầu này thì nhà đây này đấy. Thế cho nên là anh em như này thì khi mà mình nâng ong lên nó không bao giờ nó bị cọ sát con ong. Nhiều người người ta làm nó ngắn lại, cho nên là nó cứ buộc lòng cái ông đóng, ông cái bán lòng đóng cái thùng nó ngắn lại, cho nên là cái cầu nó cứ lôi lên là nó rất là hay siết vào ong. Thì cái thùng nó rộng như thế này thì chiều dài nó thoải mái như này thì nó không bao giờ nó để nó siết vào ong.
nó không bị ấy nhá anh em nhá. Đấy cho nên này, đấy cái thùng nó to như vậy cho nên là để ba cầu nó chưa được một nửa thùng ong đây anh em ạ. Cho nên là thùng này mà anh em nuôi mùa mật thì rất là sướng luôn anh em nhá. Thì đấy là cái nội dung muốn truyền tải đến mọi người ngày hôm nay. Anh em nào có nhu cầu thì gọi điện cho mình nhá. Thì nội dung thì mình chỉ dừng lại ở đây. Xin trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người nhá. Đấy, đây, toàn bộ phôi là làm xong hết rồi này. Có chú ở Hà Giang đặt 30 cái rồi thì đang cố gắng làm ngày nay để ngày mai là chuyển hết cho chú đấy. Thế còn lại cái lô thùng sung bên kia thì 80 cái nhưng mà chắc là mình cũng bán được 50 cái rồi. Cho nên còn lại khoảng tầm 30 cái nữa thì anh em nào có nhu cầu thì ngày mai mình lên cái thùng đấy xong mình quay cho mọi người nhá. Review để cho mọi người xem. Thì đây là toàn bộ là thùng liền hết xung quanh này anh em này. Đấy. Chứ không phải là chỉ có thể là những cái sau thì nắp sẽ phải ghép, nhưng mà ghép thì mình gắn keo tử tế cơ. Cho nên là cái giá nó cái thành nó phải gắn với lại cái chất lượng anh em nhá. Thôi hẹn gặp lại mọi người nhá. Chào tạm biệt mọi người ạ.